Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm trì thứ 13. Lúc bấy giờ, ngài Dược Dương Đại Bồ Tát và ngài Đại Nhạo Huyết Bồ Tát Ma Ha Tát cùng chung với quyến thuộc hai muôn vị Bồ Tát đều ở trước Phật nói lời thệ rằng: quý mong Đức Thế Tôn chớ lo, sau khi Phật diệt độ, chúng con sẽ phụng trì đọc tụng nói kinh điển này. Đời ác sau, chúng sanh căn lành càng ít, nhiều kẻ tăng thường mạng, tham lợi dưỡng cúng dường, thêm lớn căn chẳng lành, xa lìa đạo giải thoát. Dầu khó có thể giáo hóa, chúng con sẽ khởi sức nhẫn lớn đọc tụng kinh này, thọ trì giải nói biên chép, dùng các món cúng dường, cho đến chẳng tiếc thân mạng. Lúc đó, trong chúng có 500 vị A-la-hán đã đặng thọ ký đồng bạch Phật rằng: Thế Tôn, chúng con cũng tự thệ nguyện ở nơi cõi khác rộng nói kinh này. Lại có bậc học và vô học 8.000 người đã đặng thọ ký, đồng từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay hướng về phía Phật, nói lời thệ rằng: Thế Tôn, chúng con cũng sẽ ở cõi khác rộng nói kinh này. Vì sao? Vì người trong nước Ta Bà nhiều điều tệ ác, ôm lòng tăng thượng mạng, công đức cạn mỏng, giận hờn, vua vại, tâm không chân thật. Khi đó, vị của Phật là Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni, cùng chung với bậc học và vô học, Tỳ Kheo Ni 6.000 người, đồng từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan của Phật, mắt chẳng tạm rời. Bấy giờ, Thế Tôn bảo Kiều Đàm Di: cớ gì có sắc buồn mà nhìn Như Lai? Tâm ngươi toan cho rằng ta chẳng nói đến tên ngươi để thọ ký thành vô thượng chánh đẳng chánh giác ư? Kiều Đàm Ni: ta trước tổng nói tất cả thanh văn đều đã được thọ ký. Này ngươi muốn biết thọ ký đó, đời tương lai sau ngươi sẽ ở trong pháp hội của 68.000 ức đức Phật làm vị đại pháp sư, và 6.000 vị học, vô học, tỳ kheo ni đều là pháp sư. Người lần lần đủ đạo hạnh Bồ Tát như thế sẽ đặng thành Phật, hiệu là Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiền thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Kiều Đàm Nhi: đức Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Phật đó và 6.000 Bồ Tát tuần tự thọ ký đặng đạo vô thượng chánh đặng chánh giác. Bấy giờ, mẹ của La Hầu La là bà Gia Thâu Đà La Tỳ Kheo Ni nghĩ rằng: Thế Tôn ở nơi trong hội thọ ký riêng chẳng nói đến tên tôi. Phật bảo bà Gia Thâu Đà La: người ở đời sau trong pháp hội của 100.000 muôn ức đức Phật tu hành Bồ Tát làm vị đại pháp sư, lần lần đầy đủ Phật đạo ở trong cõi thiện quốc, sẽ đặng thành Phật hiệu là Cụ Túc Thiên Vạn Quang Tướng Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, đều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Phật sống lâu vô lượng vô số kiếp. Lúc đó, bà Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni và bà Gia Thâu Đà La Tỳ Kheo Ni cùng cả quyến thuộc đều rất vui mừng, đặng việc chưa từng có, liền ở trước Phật mà nói kệ rằng: đấng Thế Tôn Đạo Sư làm an ổn trời người, chúng con nghe thọ ký lòng an vui đầy đủ. Các vị Tỳ Kheo Ni nói kệ đó rồi bạch Phật rằng: chúng con cũng có thể ở cõi nước phương khác rộng tuyên nói kinh này. Bấy giờ, Đức Thế Tôn nhìn 80 muôn ức Na Do Tha vị đại Bồ Tát. Các vị Bồ Tát đó đều là bậc bất bối chuyển,
chuyển pháp luân bất thối đặng các pháp tổng trì, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật, một lòng chắp tay mà nghĩ rằng: nếu Đức Thế Tôn dạy bảo chúng ta nói kinh này, thời chúng ta sẽ như lời Phật dạy, rộng tuyên nói pháp này. Các vị đó lại nghĩ: này Đức Phật yên lặng, chẳng thấy dạy bảo, chúng ta phải làm thế nào? Lúc đó, các vị Bồ Tát kính thuận ý của Phật và muốn tự thỏa mãn bổn nguyện, bèn ở trước Phật nói lớn tiếng mà phát lời thệ rằng: Thế Tôn, sau khi Như Lai diệt độ, chúng con đi giáp vòng qua lại khắp mười phương thế giới, hay khiến chúng sanh biên chép kinh này thọ trì, đọc tụng, giải nói nghĩa đó, nghĩ nhớ chân chánh, đúng như pháp và tu hành, như thế đều là sức oai thần của Phật. Quý mong Đức Thế Tôn ở phương khác xa giữ gìn cho. Tức thời, các vị Bồ Tát đều đồng tiếng mà nói kệ rằng: quý mong Phật chớ lo, sau khi Phật diệt độ, trong trời ác ghê sợ, chúng con sẽ rộng nói. Có những người vô trí, lời ác mắng rủa thảy, là dao gậy đánh đập, chúng con đều phải nhẫn. Tỳ kheo trong đời ác, trí tà lòng vui vại, chưa được nói đã được. Lòng ngã mạn dẫy đầy, hoặc người mặc áo nạp, lặng lẽ ở chỗ vắng, tự nói tu chân đạo, khinh rẻ trong nhân gian, vì ham ưa danh lợi, nói pháp cho bạch y, được người đời cung kính. Như Lục Thông La Hán, người đó ôm lòng ác, thường nghĩ việc Thế Tùng, giả danh A Luyện Nhã, ưa nói lỗi chúng con mà nói như thế này. Các bọn tỳ kheo này vì lòng tham lợi dưỡng, nói luận nghĩa ngoại đạo, tự làm kinh điển đó, dối lầm người trong đời, vì muốn cầu danh tiếng mà giải nói kinh đó, thường ở trong đại chúng, vì muốn phá chúng con, đến quốc như quan lớn, Bà La Môn cư sĩ và chúng tỳ kheo khác, chê bai nói xấu con, đó là người tà kiến, nói luận nghĩa ngoại đạo, chúng con vì kính Phật đều nhẫn các ác đó. Bị người đó khinh rằng các người đều là Phật, lời khinh bạn dường ấy đều sẽ nhẫn thọ đó. Trong đời ác kiếp trượt, nhiều các sự sợ sệt, quỷ dữ nhập thân kia, mắng rủa hủy nhục con, chúng con kính tin Phật sẽ mặc giáp nhẫn nhục, vì để nói kinh này. Nên nhẫn các việc khó, con chẳng mến thân mạng, chỉ tiếc đạo vô thường, chúng con ở đời sau hộ trì lời Phật dặn. Thế Tôn tự nên biết, tỳ kheo ác đời trượt, chẳng biết Phật phương tiện, tùy cơ nghi nói pháp, châu mày nói lời ác, luôn luôn bị xua đuổi, xa rời nơi chùa tháp. Các điều ác như thế, nhớ lời Phật dặn bảo, đều sẽ nhẫn việc đó. Các thành ấp xóm làng, kia có người cầu pháp, con đều đến chỗ đó, nói pháp của Phật dặn. Con là sứ của Phật, ở trong chúng không sợ, con sẽ khéo nói pháp, xin Phật an lòng ở. Con ở trước Thế Tôn, mười phương Phật đến nhóm, phát lời thệ như thế, Phật tự rõ lòng con. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyển thứ tư. Ôm châu đi làm thuê mướn, đặng chút ít cho là đủ, nơi cao nguyên đào giếng, chí cầu suối sâu, tháp báo dọt lên giáo hóa tròn khắp. Nhân cùng quả đồng nói, pháp mầu ý khẩn cầu: Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. 500 đệ tử thọ ký chứng quả Phật, tháp Phật Đa Bửu dọt ra trước. Ngài nhào thuyết hỏi căn nguyên, vì pháp cầu thầy hiền, nghe diễn kinh Diệu Liên. Nam mô quá khứ Đa Bửu Phật, Nam mô quá khứ Đa Bửu Phật, Nam mô quá khứ Đa Bửu Phật.